Thôi ha. Rồi bây giờ qua bài 4. Bài 4 thì nhiệm vụ của chúng ta nó sẽ có hai phần. Một phần là các bạn sử dụng lại cái gì? Java, AMLO, HTML và CSS để các bạn dựng lên cho thầy một chiếc máy tính. Dựng lên cho thầy một chiếc máy tính. Rồi sau đó mình sẽ xử lý nè. Xử lý. Như vậy thì các bạn á, có một số bạn xem ở đâu đó sử dụng một cái phương thức mà tính toán cực nhanh. Tính toán cực nhanh. Nhưng mà trong cái bài này thì chúng ta không làm như thế. Không làm như thế. Các bạn sẽ phải tự viết lại các cái để mà chúng ta thực hiện chứ không làm cái hàm mà tính toán nhanh như thế. Chúng ta phải sử dụng CK này nè. Bắt buộc. Nha. Bạn nào nói em thấy cái này dài quá, em viết cái kia cho nó nhanh. Nhưng mà thực ra các bạn viết cái nhanh đó nó mới dễ đó. Bởi vì nó quá dễ đi. Cứ vậy hả? Bởi vậy mới khổ chứ. Sorry mấy em online. Mấy bạn học online là mấy bạn cực kỳ thông minh. Phải không? Ngồi nghe mà tưởng tượng là thầy đang nói cái gì. Mấy bạn rất là thông minh. Rồi. Như vậy đối với lại cái bài mà các bạn làm theo cái hàm mà nội suy á mà các bạn đang xem trên mạng á thì nó sẽ như thế này. Tức là các bạn có một cái chiếc máy tính. Các bạn có một cái chiếc máy tính và các bạn nhập bất kỳ cái gì. Nhập bất kỳ cái gì ở dưới bàn phím của các bạn. Kể cả số, kể cả phép toán. Thì nó hiển thị chung lên đây hết. Cả một dãy này. Sau đó, bạn chỉ cần nhấn dấu bằng là nó mang cái dãy này nè, nó đi tính cho mình. Như vậy cái việc này nó khá là đơn giản. Việc của mình không phải thế. Việc của mình là khi các bạn nhấn một phím, ví dụ ở đây là số 1. Ví dụ các bạn nhấn số 1 thì việc đầu tiên các bạn phải kiểm tra là mình sẽ khai báo một cái số 1 và một cái số 2. Mình có hai cái số. Và ở dưới này mình không biết nó là cái gì. Mình để nó là toán tử. Toán tử. Lúc đầu các bạn sẽ gán cho cái toán tử này là gì? Là rỗng. Là rỗng. Đó, lúc đầu bạn gán cho toán tử này là rỗng. Nháy kép, nháy kép. Sau đó khi các bạn thực hiện một cái sự kiện on click trên cái phím thì các bạn sẽ kiểm tra cái toán tử này nè rỗng hay không. Nếu toán tử này rỗng thì sao ta, thì cái số mà chúng ta nhấn nó sẽ vào đâu, số 1 hay số 2? Số 1. Nếu toán tử rỗng thì những số chúng ta nhấn nó sẽ cộng vào cái số 1. Cộng vào số 1, cộng chuỗi vào số 1. Rồi. Như vậy chúng ta có ba cái biến, biến số 1, biến toán tử và biến số 2. Ba cái này chúng ta đều gán bằng bằng rỗng cả. Khi chúng ta nhấn một cái nút mà có số thì chúng ta lấy cái số đó
gán vào số 1 nếu như toán tử rỗng, gán vào số 2 nếu toán tử này khác rỗng. Khác rỗng. Được không? Như vậy khi mà bạn on click trên một phím số, bạn phải xét trường hợp là cái toán tử của mình có giá trị hay không. Nếu toán tử có giá trị thì chúng ta gán vào đâu? Số 2. Còn nếu toán tử không có giá trị thì gán vào số 1. Đó là các cái bất tận số. Rồi. Bất tận mà toán tử. Nếu như bạn nhấn vô bất tận toán tử thì mình có cần kiểm tra gì không ta? Có cần kiểm tra gì không? Nếu không thì nó có hai trường hợp. Nếu như số 1 lúc đầu mà có số rồi thì mình nhấn toán tử không kiểm tra, đó là chuyện bình thường. Bởi vì số 1 giả sử mình có nó là 34, ví dụ thế. Lúc đầu mình nhấn rồi. Cái số 1 này nè, nó đã có giá trị là 34 rồi. Thì khi mình nhấn cái toán tử, ví dụ mình nhấn phép cộng thì không cần kiểm tra gì hết là ok, đúng. Rồi, sau khi mình nhấn toán tử rồi, mình nhấn tiếp số thì nó chèn vô đây, ví dụ như là 78. Thì bắt đầu nó tính cho mình, nếu như mình nhấn dấu bằng. Mình nhấn dấu bằng thì nó sẽ tính. Nhưng trường hợp thứ hai mình nhấn dấu cộng mà phía trước đó số 1 này vẫn là rỗng, tức là mình chưa nhấn bất kỳ một phím số nào hết mà mình lại nhấn dấu cộng thì sao ta? À, thì coi như bạn vẫn tính bình thường. Bạn vẫn tính bình thường. Nhưng nó lấy 0 cộng cho 78 thì ra 78. Thì thực chất là mình đâu có tính toán gì đâu. Có một con số à. Thì bạn kiểm tra là tốt, còn nếu bạn không kiểm tra cũng được. Cái lúc mà mình nhập toán tử này nè, mình lấy chuột vô toán tử, bạn kiểm tra được thì nó là hoàn hoàn chỉnh. Còn nếu mà mình không kiểm tra thì cũng ok. Thì coi như là 0 cộng 78 bằng 78. Kết quả ra 78. Được chưa? Rồi, ok. Khi mình nhấn dấu bằng, tương tự như vậy, khi mình nhấn dấu bằng, ví dụ chỗ này, bạn nhấn dấu bằng, thì cũng có hai trường hợp. Nếu như số 1 và số 2 và toán tử không có gì hết, thì bạn không thực hiện. Còn không thì mình báo là chưa có số. Còn không thì mình không thực hiện gì hết, mình cứ đứng im vậy đó. Cũng giống như trên máy tính của mình bấm dấu bằng mà chưa có gì hết thì đứng im. Còn nếu mà khi mà mình bấm vô dấu bằng thì nó thực hiện, nó lấy số 1, nó kết hợp với toán tử, nó kết hợp với số 2. Và toán tử của mình thì có mấy trạng thái ta? 4 cộng trừ nhân chia. Thì mình đang sử dụng cái lệnh shift key. Đang sử dụng cái lệnh shift key để làm cái việc đó. Được không nào? Rồi. Như vậy đối với lại cái bài toán này thì nó có một số cái mình cần quan tâm là lấy sự kiện của bất tầm. Mình lấy được chưa? Hôm trước mình làm lấy được chưa? On click. Được chưa nào? Xem trong cái slide 3 có hỗ trợ thêm gì để mình làm hay không? Đó. Xem mình cần cái gì. Cái này là set lên để cho nó đẹp. Bao nhiêu giây thì làm đó. Delay đó. Set time. On click event. Set time.
Rồi, như vậy thì đối với lại bài slide 3 đưa ra rất là cơ bản. Bây giờ việc của các bạn trước tiên là các bạn set cho thầy cái layout và thực hiện các cái on click ở các phím số. Sau đó lấy các số đó đưa lên cái dữ liệu phía trên này cho thầy cái. Rồi mình làm tiếp nha. Đó là hướng dẫn sơ giai đoạn 1 của cái lớp 3. Được không nào? Hướng dẫn sơ cái giai đoạn 1 của lớp 3. Và các bạn sẽ làm trước, tí nữa thầy sẽ xem cái layout của các bạn. Đồng thời là chúng ta sẽ làm tiếp ha.